Dạ kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị khán giả đi cùng với hai cha con Coloman, Coloman nhà Tiger đi ăn cơm trưa. Dạ hôm nay là hai cha con đi bụi. Ở nhà thì mẹ đi công chuyện rồi, ông ngoại cũng đi công chuyện luôn, nên hai cha con thôi đi theo mấy chú luôn. Đi theo mấy chú đi lấy bánh ngò này, đi giao nè, để giao cho đặc sản Hào Hiệp nè. Và tranh thủ buổi trưa thôi đi qua đây ăn cơm. Nghe nói có một cái quán cơm bên quán cơm Niêu của một bạn trẻ rất là ngon, mà bạn làm tới năm quán rồi, quán này quán thứ năm. Và cũng chia sẻ thật với quý vị khán giả luôn là bạn cũng là một khách hàng thân thiết của Nước Mát Sài Gòn luôn. Rồi bạn nói anh bữa nào anh qua đây em mời anh bữa cơm trưa, sẵn hôm nay đi quận 6 ghé qua quận 5 luôn. Quên, ở đây quận đúng rồi, quận 5, đường Nguyễn Duy Dương, quận 5. Số 50 số năm mấy quên rồi ta? À số 49. Số 49 51 đường Nguyễn Duy Dương, phường 8 quận 5. À. Rồi làm gì mặt đờ đẫn vậy? Vô ăn cơm không? Đi. Thôi đi vô đây chú Quy vô luôn. Rồi. Hôm nay là toàn những người đàn ông vui vui vẻ. Trời vô ngay đúng ngày khai trương luôn vậy đó. Dạ em cho anh có đi mấy người ạ? Anh đi đây. Dạ. Đây có tính không? Đây có tính là người không? Dạ. Mình vô phòng lạnh cho mát ha. Ừ có chắc cho nó có máy lạnh đi. Nói đùa với anh đi có anh bạn bốn người. Trời ơi, gờ khoái quá hả, khoái cái phun sương quá đúng không? Rồi, mới nhỏ xíu, mới 2 tuổi mà đi ăn cơm bụi rồi. Buổi trưa là đi ăn gì đó, không phải cơm bụi mà đi ăn... không ăn cơm nhà rồi, đây, cho con nè. À dạ, gần ở đây nha, gần ở đây ngồi nha. Có ghế em bé không? Nhiều khi nó không nhiều ngồi ghế em bé, nó ngồi ghế người lớn không à. Khoái ngồi vậy đó, khoái ngồi ghế chậm chệ như ghế người lớn vậy đó. Rồi ok chào. Trời ơi thực đơn quá trời đất vậy. À cái này cơm niêu đúng không, có niêu cháy không? Dạ có. Rồi 1, 2, 3, 4 cái niêu cháy nha. 4 cái niêu cháy rồi. Chắc em giới thiệu anh đi thấy nhiều món quá. Cái đó là nhiều người gọi đó đúng không? Dạ, đây là cái món đó người ta tới đây người gọi. Okay. Có củ ăn cái thác lát miền Tây nữa nè, lộn. Thôi cho lộn cá nhiều dễ ăn đi. Okay. Rồi thôi đi, theo dịch nha. Em không đợi gì, đọc lại anh nghe. Dạ, của anh là ba đội đang cháy chặt. À, cà pháo, rồi. Cá sặc kho, bí nụ xào tỏi với 4 cái tinh giấy. Rồi chốt lên, vậy dạ, đi. Mình dùng nước mát luôn đúng không ạ? Ừ, chăm mấy cái ly đá uống nước mát luôn đi. Dạ. Ồ, có đây có gạo lứt luôn nè, ghê vậy? Dữ dằn vậy? Dạ, anh đợi cả 5 phút anh lên món cho mình ạ. À. Ủa, sao gỡ dép quá vậy con? Ừ. Sao gỡ dép quá vậy? Con nó đỡ mát chân nè, nó nóng chân hả? Thôi dơ định bóc. Đây ba để dưới đây. Rồi, kính chào ông bà cô chú đi. Cái này của ba. Này của con nè. Rồi lát người ăn xong rồi review nha. Nha, ok không? Đây là bữa ăn đầu tiên, bữa review đầu tiên của giờ quá. À gắn cho con luôn. Đứng lên đi con, đứng lên. Ông bà cô chú thấy 2 tuổi mới được chơi, mới sinh nhật được 2 tuổi có mấy ngày. Rồi đây gắn cho con nha. Ôi gắn không? Gắn. Dạ gắn. Con nói đàng hoàng dạ gắn. Rồi nói đi. Đó khó chịu lắm thấy chưa? Ba đeo nè. Ba đeo nè, con đeo không? Ôi con đeo đi. À, chú Hiệp kìa. Để hay không? Ừ.
cho đẹp rồi chụp tấm nha. Rồi ok, đây của G nha, lát G G cứ nói vô nha. G ư a gì cũng được nha, review nha. Tập từ nhỏ review nha, mai mốt xong đi review các quán ăn nha. Hả? Dạ hả? Dạ đi. Còn có cái gì cho nó kê cái đít nó lên cho nó ngồi nó cao lên chút. Đừng, tự rồi, nóng nha. Ồ, chắc để qua anh kia quá. Nó bóc vô một cái là trời ơi. Để cơm để nó bóc vô nó phỏng á. Rồi ok, quá hấp dẫn. Rồi. Để bên kia cậy cháy đi. Rồi cho G ăn cơm cháy thử coi G biết ăn cơm cháy không nha. Dạ, yeah. Trời ơi. Dạ. Yeah. Mở nắp vô. Để thêm cái bên kia. Đó, để ở đây. Đó. Rồi tiếp tục. Rồi món ăn lên rồi bà con, ngon chưa? Có cơm cháy hả? Lòng cầm cơm cháy. Ủa? Có sẵn cơm cháy hả? Dạ. Cày sẵn luôn hả? Dạ. Em phải cho anh cởi. Rồi ok rồi. Đó, cơm niêu Bình Dân nha bà con mình. Hôm nay là có 5 chi nhánh rồi. Chi nhánh này là chi nhánh thứ 5. Số 49 đường Nguyễn Duy Dương, phường 8, quận 5. Hotline 0707-833-388. Được ăn cơm không? Đây cho gọi ăn miếng cơm đi. Cháy này nãy sẵn cho anh nè. Hơi xấu nha anh này. Con cơm cháy không? Thôi ăn cũng ăn không được đâu, nhai không được đâu. Con ăn cơm cháy không? Không. Ăn thử không? Dạ. Dạ nó cứng anh. Con thử. Cái muỗng nè. Lấy cái muỗng. À muỗng. À lấy đũa. Rồi đây nè, trời cái hạt gạo này dài giống như cái hạt gạo Ấn Độ ghê ha. Ô hạt gạo này lạ vậy ta. Đây rồi, bà cho gờ nè. Đây con ghế này nè. Bà làm cho con nè. Đó. Nè con ăn đi nha. Nè có muỗng đó, cái muỗng của con đó. Để luôn đây mà. Rồi ok. Rồi vậy đi. Ăn cơm không hả? Rồi để ba cho gờ một miếng gì nha. Miếng cà gót đi. Dạ. Ăn đi. Nè. Kiếm cái gì không biết, là cái nào nó cũng cứng cứng sao nó ăn không được á. À có trứng chiên không, xin cái trứng chiên cho nó đi. Em ơi, em làm cái trứng chiên cho giữa trứng chiên. Trứng chiên lạnh em bé không tiêu. Cho em bé khỏi tiêu khỏi. À. Đây nè, gà. Rồi. Rồi cho gà ăn nè, đó ba rọi nha. Ok. Rồi mình làm một cục cơm cháy là đủ rồi. Ăn đi sang. Ngon không? Bà lấy thêm thịt cho con nha. À lấy thêm cá cho con nha. Đây cho gọi miếng cá. Giờ cá có ớt rồi. Ớt cha có ớt hết trơn rồi. Ớt cha có ớt sao ăn? Cho ăn thử luôn. Cái gì? Cái này cơm cháy. Thôi để ba lấy con thịt đi cho con dễ ăn đi. Rồi đây. Đây ba xé cho con miếng nha. Rất là ngon luôn. Không có cay đâu nha.
Là có gì vậy? Chết cha cây hả? Có cây không? Đâu có cây đâu. Rồi gấp đi, con tự gấp đi. Trời ơi, dữ chưa? Rồi thì view đi, ngon không? Số 1. Ba đội. Ba loại trái cành. Cá sạc đồng nè, khô cá sạc đồng. Ủa, ôi, khô cá sạc cũng ngon quá. Trời ơi, cái món này khô cá sạc đồng ăn với xoài bầm. Rồi để coi ông ăn cái gì nha. Ăn rau răm luôn. Không có được ăn rau răm. Ăn xoài đi, ăn xoài bầm đi. Ăn này ngon quá. Ba loại trái cạnh. Đây thịt luộc, không thịt luộc uống nước mát. Đó, bà con mới nha, thịt luộc uống nước mát nha bà con. Rồi nó ăn lâu lắm rồi đúng không? Đây, món này là cá sặc. Cá sặc đồng, khô cá sặc đồng, xoài bầm. Đó. Đây. Ôi ôi, ăn xoài luôn. Wow. Ok, rồi món kế tiếp là món bông bí xào. Nè, cho lời nè. Bởi đây con ăn nha. Đó, bông bí xào nha, giờ mình ăn thử nha. Đó. Rất hợp khẩu vị luôn, quá ngon luôn. Rồi đây thịt luộc. Thịt luộc nước mát. Người ta thịt luộc nước dừa đây, thịt luộc nước mát chấm mắm tôm. À. Cà chua. Đó. Đặc biệt cái món thịt luộc mà chấm mắm tôm ăn với cơm cháy. Tuyệt đỉnh luôn. Là một miếng cà pháo nữa. Rồi con ăn đi. Con quậy đi. Rồi đây là canh chua cá bông lau. Trời ơi, miếng cá này mà còn thấy không? Có cái dĩa luôn không? Để. Đó, cái này lát khen. Khen nó mắm mặn lên nữa là bá trái bò chét. Rồi. Rồi và tiếp theo là này là cá hú. Đây cá hú kho tộ. Mình không biết nó có cay không mà chắc mình làm đại đi cho gờ nó ăn cay thử luôn đi. Thấy ngon quá đi. Nè, ba cho gờ miếng cá nè. Ừ, con ăn miếng cá kho đi. Ăn thử đi, review qua món cá kho làm sao. Đắp cái đuôi đũa đàng hoàng. Phức tạp quá. Rồi, gấp được kìa. Đưa vô miệng luôn. Số 1. Ngon không? Ngon không? Rồi, giờ tới phiên ba thử nha. Đó, ba trang một miếng cá kho vô. Rồi, mấy chú cứ tự nhiên nha. Rồi. Cá nữa không? Quá. Tí là đòi cá nữa đúng không?
đây đây nè 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 rồi bếp cá đi để ban cái da thôi. Mọi món ngon quá bà con. Đây cho chú Sang nè, chú Sang Ấn Độ nè. Trời ơi nó quậy quá. À đây có miếng thịt kho nữa. Đồ kho ở đây cực kỳ ngon nha. Riêng quán cơm niêu Bình Dân là cái vị kho chấm luôn. Vị kho với vị xào là chuẩn nha. Dạ. Để cái tên cơm niêu Bình Dân chắc chắn là giá Bình Dân rồi. Rồi rồi, làm luôn đi. Sẵn để nó sẵn ra luôn nha. Rồi. Thấy muỗng đấy mà. Nãy mình chưa kịp lướt cái bảng giá nhưng mà mình tin chắc là giá Bình Dân nha bà con. Cho anh mượn cái thực đơn đi. Nhìn con bỏ tùm lum nhảy. Đây đó. Vì sao gọi là cơm niêu Bình Dân là vì mình đập trơ cái giá thôi. Rau thập cẩm xào tỏi 4 mấy ngàn hai người. Rau muống 4 mấy ngàn. Đó. Cá kèo kho 90 ngàn. Gà kho gừng 90. Đó. Toàn là 4-50. Hai bằng hai người ăn, mình nghĩ hai người ăn là vừa đẹp. Đó. Canh chua cá hú một tô hai người có 100 ngàn thôi. Đó. Món gọi thêm ba rọi rồi. Dạ, giá rất bình dân nha bà con. Hợp lý hợp lý. Đó, đi cơm niêu Bình Dân. Ngon như cơm mẹ nấu. Hotline 0707 833 388. Rồi chúc cho ông chủ trẻ như kinh doanh hồng phát nghe. Đây cho con miếng này. Nãy giờ mình chưa thử cái món này, thử luôn. À, cô cá sặc. Sặc đồng, nhỏ xíu xíu à. Mặt chiên giòn luôn. Không dễ mấy chú thử đi. Rồi. Lấn cái dưa trứng qua đây cho nó. Rồi, ok. Thích chưa? Mắc cổ hay gì vậy? Nó ăn gì lạ vậy? Trứng bỏ, trứng kẹp ngò với rau răm. Ngon không? Dạ. Trứng chiên rau răm món ruột. À, uống đi nước mát nha. Uống miếng nước đi. Rồi, giỏi. Ăn trứng đi con. Rồi. Dạ, mình thấy bữa một cái bữa cũng có mấy món, khoảng 4-5 món. Rất gọn nhẹ. Nhưng mà cực kỳ hấp dẫn. Rồi, một lần nữa bà con mình có thể tới ủng hộ cơm niêu Bình Dân. Chi nhánh 1, 225 Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Chi nhánh 2, 308A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh. Chi nhánh 3, 49 Nguyễn Duy Dương, phường 8, quận 5. Chi nhánh 4, 1033 Cách mạng tháng 8, phường 7, quận Tân Bình. Ủa, chi nhánh 5 ở đâu? Dạ, 119 đường Lê Trọng Tấn à. À, chi nhánh 5, 119 đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú. Quận Tân Phú. Dạ, dạ. Hotline 0707 833 388. Trời ơi, mình ghiền ăn cơm niêu. Bữa nay tìm được cái quán cơm niêu rất hợp khẩu vị và giá cả rất hợp lý. Hai cha con đi ăn cơm bụi. Đúng rồi, người ta nói là đi ăn cơm bụi. Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Bye bye bây giờ. Rồi bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Bye.